ơi, có chơi với trai kìa. Nhà vào đây em. Này em ơi, ở đây cũng có này. Ở kia không có. Nhà vào đây cho chị nào. Này hôm nay như thế nào cũng được mà đúng không em? Chị ơi, sắp đến Noel rồi mà sao hai chị em mình vẫn chưa đi chơi? Thì tại vì nhà mình nghèo đấy em. Nếu mà nhà mình giàu hơn một chút nữa ấy, thì đảm bảo là Noel cũng được đi chơi như người ta thôi. Đi chơi á, gia chị cũng muốn đi chơi lắm ấy. Nhưng mà em thấy không, đi chơi á đắt tiền lắm. Ví dụ nhá, mua chai nước thôi á đã mất mấy chục nghìn rồi đấy. Mà mấy chục nghìn chị em mình một ngày có kiếm được đâu. Đi chơi Noel nào là hàng quán này đến ngày đấy người ta tăng giá đắt lắm. Thôi mình người ta đi chơi Noel thì mình đi nhặt ve chai vào Noel. Đến cái ngày đấy nhá, người ta uống nước người ta vứt đầy ngoài đường. Thế là mình nhặt là nhiều rác rồi. Nhưng mà thế là cũng là nhặt ve chai mà. Này, nhưng mà nhà mình làm gì có tiền đâu. Này, sao làm sao mà lại khóc? Sao nhà mình nghèo mà không giống người ta thì Noel ai cũng được đi chơi. Tại vì người ta ấy, có bố có mẹ ấy. Còn chị em mình có mỗi hai chị em mình thôi. Chị cũng muốn giống như người ta có bố có mẹ để cho đi chơi lắm chứ. Nhưng bây giờ có mỗi chị á, mà bây giờ chị em mình nuôi là đúng đến nhau á. Thôi chị em mình cứ cố gắng nhá. Sau khi nào mà chị em mình biết đâu chị em mình lại kiếm được rất là nhiều ve chai, vậy là chị em mình lại có rất là nhiều tiền, còn hơn những nhà khác có bố mẹ ấy chứ. Nhưng mà em muốn lắm. Em muốn á? Thế sắp tới Noel rồi, hay là để chị tìm quà gì Noel cho em được không? Thế em thích cái gì nào? Em thích tuyết. Thích tuyết á? Thế thì để chị kiếm tuyết cho em nhá. Chị đảm bảo nhá, tuyết chị làm á là cả Việt Nam cũng không có đâu á. Wow. Thế em ở đâu đợi đi, để chị ra chị kiếm tuyết xong chị cho em chơi nhá. Vâng. Đây rồi, mình sẽ lấy cái này á để mình làm tuyết luôn. Kiểu này á, na phải nặng bất ngờ cho em xem. Thử xem nào. Đó, bóp nhỏ nhỏ ra như thế là đầy tuyết rồi. Đây có đôi nhà nghèo thì người ta được đi ông già Noel nhá. Thì có sao đâu, nhà nghèo thì sao? Thì người ta được đi rồi. Này, các em ơi, các em đang làm gì đấy hả? Đây là em chị, các em bắt nạt em chị đấy à? Sao lại bắt nạt như thế hả? Bố mẹ các em dạy các em như nào? Đi ra đường là thấy người khác ra bắt nạt thế à? Đi về đi. Này em có sao không? Này các bạn nói gì kệ các bạn nhá. Các bạn có đầy đủ bố mẹ nhá, mà các bạn lại trêu mình như thế, chứng tỏ là bố mẹ các bạn cũng không dạy dỗ được các bạn đâu. Mình không có bố mẹ nhưng mà mình vẫn ngoan ngoãn, mình vẫn không làm gì xấu, mình không bị người khác chửi, như thế là được rồi đúng không? Vâng. Ra đây đây, chị cho xem tiết này, ra đây. Vâng. Chị ơi, là sao lâu thế? Đây chị đây, thấy chưa, tiết đây. Ôi, đó. Tại vì á, tuyết to tại vì nó không nhỏ thôi. Nhưng mà tuyết này là độc lạ nhất Việt Nam rồi đây. Em thấy không? Đấy, tung này thích không? Bây giờ nhá, chị tung cao lên chị em mình nhá. Đây. Này, em thấy có Noel nào mà có tuyết giống như thế này chưa? Em chưa. Đấy, có chị chuẩn bị cho em thôi. Thì bây giờ đã vui chưa? Thì Noel năm nay có buồn nữa không? Không. Không á. Thế bây giờ chị tung cho một lần nữa nhá. Thích không này? Chơi đi. Đó. Vui không? Vui không? Thổi bong bóng này. Cái thổi bong bóng này làm gì đâu? Ở nhà nhá. Ôi, để em đây này. Đây để em thổi. Ôi giời, không thổi được. Cái này của em không bằng cái xịn ở nhà nhá. Ở nhà chị có làm một cây thông Noel bằng nhiều bim bim bằng bánh kẹo đấy. Wow. Thì ăn rồi. Thế thì đi về. Vâng ạ. Đây, mình vào đây. Em thấy nhiều cây thông của chị nhiều bánh kẹo chưa? Wow. Thấy chưa? Là gì? Kẹo cay nào, thì bim bim ngô, xong rồi bim bim đậu xanh này. Wow. Em có thích không? Có ạ, nhưng mà em thèm quá. Em thèm cái gì? Bim bim. Nhưng mà để tối nay mình ăn được cơ mà, tối nay mình là ngày lỗ em, bây giờ không ăn luôn được đâu. Cô ạ, cho em ăn một cái thôi. Thôi được rồi, một cái thôi nhá. Vâng ạ. Em ăn cái gì? Đâu? Thôi này chị nói. À mà Min ơi, chị nghe nói là em có một bạn nhà nghèo đúng không? Vâng ạ. Em biết nhà bạn đấy ở đâu không? Ở gần nhà mình. Thế thì em ra ngoài bạn đấy vào đây đi, chị sẽ cho bạn đấy ăn bim bim bánh kẹo của nhà mình. Vâng ạ. Em đi đi. Wow, nhà bạn có cây thông đó em. To thế mà lại còn đẹp nữa. Nhiều kiểu thế. Ôi, nhà em có cây thông đẹp thật đấy. Vâng. Ai làm cây này đấy hả em? Chị em. Dạ em chào chị à.
Ê em ơi, ra đây chị bảo. Chị bảo gì em ơi? Em thích ăn cái gì ở đây chị cho em. Thôi em không ăn đâu, cái gì đắt tiền này em không ăn được đâu. Có cái gì đâu mà đắt tiền, nuôi em thì mình phải xẻ chia chứ. Em lấy gì thì em lấy đi, em ăn gì cũng được. Wow. Em có ăn gì nữa không? Thôi em ăn cái này được. Em lấy thêm đi, chị cho em thêm một gói này nữa này. Đây em còn một cái này nữa, nhà chị còn nhiều lắm. Thôi thì chị cho em nhiều thế. Không sao đâu, không có gì đâu. Chị yêu thương các bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn hơn mình mà. Đây em lấy nữa đi, chị cho em nữa này. Chị cho em cả chị gái em này. Bạn chị lấy gì thì ăn đi, chị gái đơn tốt lắm. Ôi công nhận lắm, chị gái em tốt thật đó. Chị cảm ơn em nhá, cho nhiều quà quá. Chị em chị ngại đấy. Không có gì đâu chị ơi, em thấy em quý em đấy lắm. Không nào rảnh thì chị bảo em đấy sang đây chơi với em và Minvi. Wow. Yeah, chúng ta vào nhà rồi. Em cảm ơn chị nhá. Chị cảm ơn em nhá. Ôi tại vì mọi người cứ phân biệt chị em chị á, thật ra không một ai muốn chơi với chị, mà chị em này tốt quá. Chị cảm ơn em nhiều nhá. Dạ không có gì đâu chị ạ. À. Chúc hai chị em chị giáng sinh vui vẻ.